trật cằn kè. Chính thương anh nên em bàn với mẹ, phải ngăn anh không đi chuyến ngược lương. Giận mà thương thì thương, giận mà thương. Mà trước tiên anh phải tự trách mình. Anh cứ nhủ rằng em không thương, mà em đo lường thì trật cằn kè. Chính thương anh nên em bàn với mẹ, phải ngăn anh không đi chuyến ngược lương. Giận thì giận mà thương thì thương, giận thì giận mà thương.